Chiếc dòng Feng T5 EVO cuối cùng được đại lý bán với giá 469 triệu đồng, và đã có khách hàng đặt mua. Sáng 28 tháng 5, phía đại lý dòng Feng chào bán chiếc T5 EVO cuối cùng với mức giảm 250 triệu đồng, giảm từ 719 triệu đồng xuống 469 triệu đồng. Mức giá mới chỉ ngang Hyundai Accent 1.4MT, 472 triệu đồng, dù dòng Feng T5 EVO cùng phân khúc với Hyundai Tucson và Mazda CX-5. Phía đại lý cho biết, xe đã được bán không lâu sau khi đưa ra thông báo giảm giá, và chưa có kế hoạch đưa về lô tiếp theo. Bên trong nội thất, xe được bọc da trơn ở ghế ngồi, trần bọc da lộn. Ở bảng táp lô là hai màn hình kỹ thuật số giống với nhiều mẫu Mercedes-Benz, một hiển thị cụm đồng hồ và một phục vụ nhu cầu giải trí. Điều hòa là loại một vùng tự động. Thương hiệu Trung Quốc còn trang bị tới 37 hốc để đồ, ở xung quanh khoang cabin để người dùng dễ dàng chứa đồ dùng cá nhân. Đáng chú ý, dòng Feng T5 EVO được trang bị tính năng tự lái cấp độ 2, có thể kể đến đỗ xe tự động, ga tự động thích ứng, giữ làn đường, phanh tự động, nhận diện đèn giao thông. Hệ thống chip dùng cho các tính năng trên đến từ nhà sản xuất cung cấp linh kiện cho Tesla. Dòng Feng T5 EVO sử dụng động cơ tăng áp 1.5 của Mitsubishi, công suất cực đại 192 mã lực và mô men xoắn 285 Nm. Kết hợp với đó là hộp số tự động 7 cấp. Thời gian tăng tốc không đến 100 km/h của xe là 9,5 giây, mức tiêu hao nhiên liệu 6,6 lít trên 100 km. Trong nhóm ô tô Trung Quốc tại Việt Nam, đối thủ ngang tầm giá với dòng Feng T5 EVO là Beijing X7. Mẫu xe X7 bán tốt trong vài năm gần đây, vì sở hữu nhiều công nghệ hiện đại trong tầm giá 700 triệu đồng. Đến thời điểm hiện tại, ô tô Trung Quốc đã nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng, nhưng số đông vẫn còn nghi ngại về vấn đề chất lượng và vấn đề bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa do hệ thống showroom và xưởng dịch vụ chính hãng còn hạn chế.